hôm nay tiếp tục mình lại giới thiệu cho mọi người về một con siêu phẩm, một cái siêu phẩm đến từ cái hãng Losan. Siêu phẩm này được mang tên là Losan DX140W. Con này là đời 2011, đâu đó có giá khoảng 1,3 tỷ đồng các bạn ạ. Nhẹ lắm. Máy to như vậy mà có tầm 1,3 tỷ đồng, giá rất trung bình. Thì cái con siêu phẩm này nó được mang tên DX140W các bạn ạ. Thì dòng Losan DX140W này sở hữu là gì ạ? Dung tích gầu 0,5 mét khối bạn ạ. Gầu 5 răng, gầu 5 răng, 0,5 mét khối. Dụng là gì ạ? Tháo lắp nhanh. Có tháo lắp nhanh. Con này có tháo lắp nhanh. Có đường búa chờ. Đấy, logo nổi bật thương hiệu Losan các bạn ạ. Đây. Đây chính là phần của con này. Con này là đời 2011. Con này có chiều rộng bề ngang này là khoảng 2,5 mét các bạn ạ, 2,5 mét nhá. 2,5 mét. Sử dụng lốp đôi. Sử dụng lốp đôi. Con này sử dụng lốp đôi. Với diện là 9.0-20-14PR. Đây các bạn ạ. Đấy, thông số lốp đấy ạ. Đấy, 9.0-20-14PR. Cầu đây ạ, mày ở rất là to. Mày ở to. Đấy, phiên bản 2011 các bạn nhé. Đây các bạn có thể để ý được. Đây con này, siêu phẩm này này, đâu đó có giá trên 1 tỷ đồng. Các hệ thống quay toàn chưa có bị chảy dầu đâu ạ, vẫn còn đẹp lắm. Đây, một bộ phận này là bộ phận thùng để đồ nghề cho chúng ta. Đây là phần thùng. Đây là gì ạ? Đây bộ phần bên này chính là khoang chứa. Cái khoang này thì có vẻ hơi bé. Khoang này chứa là lọc gió. Lọc gió bên này. Bên này thì gồm các ngăn lọc dầu. Đây có một cái lọc dầu bên này. Và là tiện tích hợp bơm dầu đây luôn. Bên bộ phận đây chính là gì ạ? Phần này là két nước, két làm mát nằm ở đây. Đây là một số phận như là phin lọc ga, các bình tích áp. Đấy, là bên này thì có như thế thôi. Dòng 140 đời 2011 này rất là được săn đón hiện nay đấy các bạn ạ. Quát A. Đây chính là đằng sau của con này các bạn ạ. Có gì ạ? Có men trắng để chống gạch đá khi bị xúc. Đô san vào đây. Hệ thống thiết kế là gì ạ? Đèn ba đèn nằm sâu bên trong, có tác dụng là khi máy quay ở những địa hình chật chội chống bị vỡ và đập vào gây ra vỡ. Đấy, có đời này có cam lùi, camera cam. Con này chỉ có một cam lùi thôi các bạn nha, không phải như đời DX55-2015 đâu. Phần bên này là gì ạ? Phần bên này chính là hệ thống bơm thủy lực của con này. Con này bơm thủy lực rất là gọn và ngắn, nhưng mà vẫn truyền tải đủ công suất làm việc của con Losan này. Một cái sản phẩm được mang tên DX140. Bên này thì cái con này bơm đây các bạn có thể nhìn thấy không? Nội thất bơm của con này thì là dù máy đã sử dụng được khá lâu rồi nhưng mà các chi tiết vẫn còn mới còn ngon đấy ạ. Đấy. Đây, bây giờ mình sẽ cho các bạn lên xem phần gì ạ? Lên xem động cơ của cái sản phẩm Losan DX140 đời 2011 này xem nó có hình thù ra sao nhé. Đây các bạn ạ. Tất cả đây. Đây là cái bộ phận là gì? Bộ phận khoang chứa ngăn kéo và bơm quay toa của con này. Đâu đó là rất đẹp các bạn ạ. Đấy, đâu đó là rất đẹp. Không phải bàn cãi gì nhỉ. Đây, mình sẽ cho các bạn xem cái động cơ của con này. Wow. Đây. Đời 2011 này sở hữu động cơ là máy gì ạ? Máy 6 các bạn ạ. Máy 6 sử dụng kim phun điện tử các bạn nhé. Cabin của con Losan DX140 các bạn ạ. Wow. Rộng và thoải mái lắm bạn ạ. Đây, mình có thể bật ghế ra. Nó rất là rộng. Rộng lắm các bạn ạ. Rộng. Cái đời 140 này rất là thích hợp làm cho cái công việc là nhiều, công việc lớn. Thì đây, tổng quan thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn là gì ạ? Cái bộ phận là gì? Con 140 này là bên phần trước này
nó sẽ là gì ạ? Có một vô lăng. Vô lăng này thì tích hợp bên tay trái này chỉ có một cái đèn ưu tiên. Đây chế độ di chuyển và chế độ làm việc bên này. Bên này thì sẽ tích hợp là còi và gì? Xi nhang. Bên này thì sẽ có công tắc chuyển số lùi và tiến đây. Có 3 số. Có phần gì để chân này, chân phanh, chân ga đây ạ. Đấy. Màn hình LCD hiển thị các thông số chi tiết và chế độ làm việc trên đây. Đây gồm các phím chức năng tùy chọn. Riêng đời 11 này thì nó sẽ không có chức năng gọi là gì ạ, kết nối cuộc gọi trên này. Nó chỉ có chức năng mở bật đài ở đây thôi. Đây gồm nút trong tranh, nào trong tranh sẽ chuyển về đây các bạn nhé. Trong tranh sẽ chuyển về bật tắt ở đây. Nút đèn, đèn, chế độ là kìm hay là búa. Đây là chế độ gì ạ, tắt còi lùi, còi lốp. Đây chế độ đỗ xe, đây là bảng điều khiển điều hòa. Đây là phần nạp bình hơi, lỗ sạc. Ngoài ra có một nút là tháo lắp công tắc nhanh ở đây các bạn này. Đấy. Đây chế độ ga gì ạ? Ga van. Đấy, ga van. Bộ phận bên này thì cũng có một chức năng như là nâng pen. Đấy. Bây giờ mình sẽ nổ con máy 140 này lên mình thử này. Màn hình hiển thị các bạn đây. Đây chính là màn hình hiển thị Dosan. Ở trên này thì gồm có đồng hồ báo gì ạ? Báo nhiệt độ nước, báo nhiệt độ dầu thủy lực, báo dầu và thứ ngày tháng năm ở trên này. Các nút tùy chọn đây như là camera lùi đây các bạn này. Đấy. Chế độ auto eco tiết kiệm nhiên liệu, mình đề máy thử. Wow, đây. Tốc độ tua máy hiện đây các bạn này. Đấy, tốc độ tua máy bây giờ phải mở cái điều hòa lên cho nó mát rượi tí các bạn ạ, nó nóng quá rồi. Đây, điều hòa có một cái điều hòa thẳng đây giúp mình là gì ạ? Mình có thể thổi ra trong quá trình mình vận hành được. Để gì ạ? Cho nó mát. Đấy, cái quan trọng nhất là điều hòa. Đây. Mình sẽ tắt cái cân bằng đi đây. Đây các bạn này. Bây giờ mình sẽ là gì ạ? Vận hành cho các bạn xem cái con này nó như thế nào để xem là cái dòng này nó có khác biệt gì hơn so với 10 hay 11 các thứ không nha các bạn nhé. Wow. Đây. 140 đấy ạ. 140 140. Mình đây đang mi mức ga khoảng ga thăng ti khoảng đâu đó 7-800 vòng trên phút các bạn. Test thử luôn. Tiếng máy Dosan DX140 thì nghe rất là sướng rồi các bạn ạ, không phải bàn cãi gì rồi. Đây, mình sẽ di chuyển số, đây đang số 1 này. Cái dòng DX này nó khác gì ạ? Dòng DX này nó khác hoàn toàn so với cái dòng 55 là gì? Khi mình đang chạy về mình có thể bật chuyển số 2 được, chuyển số 3 luôn được các bạn ạ. Đó, chuyển số 2, số 3 được. Đấy, mình có thể chuyển số được các bạn nhé. Đấy. Đấy, các bạn có thể thấy ok không ạ? Đó. Ok, đấy bạn thấy không ạ? Đây, mình đang test thử số nhá. Đây là phần số ạ. Rất là khỏe luôn. Đây. Phần gầu này. Quay toa. Vào cần ra cần. Mình rất thích nghe tiếng động cơ con này các bạn ạ. Gì về dòng Dosan này các bạn ạ. Ngoài ra chế độ là gì ạ? Vận hành mát, điều hòa ngồi, con này bên trong cabin nó rất là rộng nên là ngồi mình vận hành những con máy này cực kỳ mát sướng. Đấy, ok. Đấy, như vậy là mình đã test thử cái con máy này rồi. Thì hôm nay mình đã giới thiệu cho các bạn chi tiết con siêu phẩm Dosan DX140HA phiên bản 2011 này các bạn ạ. Mình test thử cái con máy này rất là tốt và rất là phù hợp với các bạn nào đang muốn sử dụng, nhu cầu khai thác và săn lấp những công việc nhiều.
Ok, video của mình xin phép kết thúc tại đây. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Hãy nhớ chia sẻ video và đừng quên bấm subscribe kênh YouTube để nhận nhiều video mới nhé. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở các video lần tiếp theo.